Chào mừng bạn đã ghé thăm channel của Ngọc Anh. Vậy là tuần đầu tháng 3 đã khép lại rồi. Bạn đã xem video setup cho bullet journal tháng 3 của mình chưa? Nếu chưa thì hãy click vào link phía trên để theo dõi nhé. Nếu bạn nào có theo dõi video của mình, chắc hẳn sẽ đoán mình làm gì đó liên quan đến mỹ thuật hoặc thiết kế. Nhưng sự thật thì hoàn toàn không. Công việc chính của mình hoàn toàn không liên quan gì đến mỹ thuật cả. Mình chỉ mới bắt đầu việc vẽ khoảng cách đây hơn 1 năm. Và mình có tình yêu lớn đối với bullet journal và đồ dùng học tập. Nhưng phương châm của Ngọc Anh là không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm. Nếu mà mình làm được thì các bạn cũng làm được. Chính vì lý do đó nên Ngọc Anh có ý tưởng phát triển một series mới có tên là Journal Anatomy, hướng dẫn cụ thể, chi tiết những cái phương pháp mà mình tự học được trong việc thiết kế cuốn bullet journal của mình. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Trước tiên mình sẽ dùng bút chì để phác thảo trước. Chủ đề của tháng 3 là photography. Vậy nên chủ đề chính sẽ là một chiếc máy ảnh. Bạn hoàn toàn có thể tìm ý tưởng trên Pinterest hoặc Instagram, sau đó biến nó thành của mình bằng cách thêm một loạt chi tiết ở chỗ này hoặc chỗ kia. Trông phức tạp như vậy thôi nhưng thực ra là mình hoàn toàn ngẫu hứng. Chính vì thế nó trở thành đặc biệt, thành của riêng mình. Sau bước liner sẽ là bước thêm chi tiết cho bức tranh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp có tên là stippler. Stippler hiểu đơn giản là phương pháp sử dụng bút sắt hoặc bút mực. Hay trong clip của mình thì mình có dùng bút liner của Unipen có size 0.8. Đó là phương pháp tô màu, hay nói cách khác là tạo đậm nhạt bằng cách chấm những chấm nhỏ. Bạn dùng bút chấm những chấm nhỏ lên cái khu vực mà mình muốn tô màu, cái chủ thể mà mình đang vẽ. Cách làm đúng là khi bạn chấm những chấm nhỏ thật đều tay, dàn trải toàn bộ diện tích cần tô màu, chứ không phải là chấm đè lên nhau không đều. Một cách sai nữa đó là sử dụng những nét vẽ như là khoanh tròn hoặc những vết vẽ không đều, trong bức tranh sẽ rất là xấu. Bây giờ mình sẽ dàn đều các chấm xuống 3 ô phía dưới. Để tăng độ đậm nhạt thì đơn giản là mình sẽ chấm thêm nhiều chấm hơn. Bây giờ bạn có thể thấy là ô thứ hai đã có vẻ trông có vẻ đậm hơn ô thứ nhất. Mình lại dàn đều xuống hai ô còn lại. Và bây giờ để ô thứ ba trông đậm hơn ô thứ hai và ô thứ nhất, mình lại thêm chấm. Và ô cuối cùng, vì do mình chấm nhiều chấm hơn, vậy nên trông cũng sẽ đậm hơn 3 ô đầu tiên. Đấy là lý thuyết cụ thể về phương pháp stippler. Bây giờ áp dụng vào cái việc mình vẽ những cái hành tinh nhỏ nhỏ xung quanh chiếc máy ảnh của mình ấy. Đơn giản là vẽ một hình tròn, sau đó bạn cũng chấm đều toàn bộ diện tích của hình tròn đó. Sau đó là chấm chi tiết, chấm nhiều, chấm hơn vào những chi tiết mà mình cần đậm. Thì đơn giản vậy thôi là mình đã có một cái hành tinh trông rất là nghệ thuật rồi phải không nào? Bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn một tip mà mình thường xuyên sử dụng giúp tiết kiệm thời gian hơn. Thay vì việc chấm dàn đều cái diện tích cần tô, sau đó lên độ đậm bằng cách chấm nhiều hơn, thì mình sẽ làm ngược lại. Mình sẽ dùng bút liner size to, ở đây là bút 08, lên các chi tiết nhỏ trước, sau đó dùng bút size nhỏ hơn là bút 005 để tô phần còn lại. Mà kết quả cũng không khác nhau là mấy phải không nào? Tùy vào đặc điểm của bức tranh mà bạn chọn phương pháp cho phù hợp. Vậy đó, toàn bộ phương pháp stippler chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng mình cũng áp dụng vào bức tranh của mình nhé. Mình nghĩ bí quyết để tạo nên một bức tranh ấn tượng đó là độ đậm nhạt. Vậy nên bằng cách sử dụng phương pháp stippler này thì bức tranh của mình đã tự động có chiều sâu rồi ý.
cuối cùng để hoàn thiện bức tranh thì mình sử dụng những cái stem con số và vẩy mực lên để tạo nên những chi tiết nhỏ. Vậy là video của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì, hãy comment ở phía dưới cho mình biết nhé. Chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video của mình. Hãy like và subscribe ủng hộ để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé.